Hà Chí Quang, Thanh Đoàn thức sáng đêm trông con, không dám thuê giúp việc, netizen góp ý một điều. Mặc dù vất vả khi phải chăm con trắng đêm, nhưng Hà Chí Quang và Thanh Đoàn vô cùng hạnh phúc. Cả hai tiết lộ thời gian đầu hơi cực, nhưng khi quen rồi thì thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng. Hà Chí Quang và Thanh Đoàn nhận được nhiều sự chú ý sau khi công khai chuyện tình yêu đồng giới. Ban đầu, cả hai vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, nhưng cặp đôi vẫn quyết tâm vượt qua để chung sống bên nhau. Cuối năm 2022, sau 2 năm hạnh phúc, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn chào đón cặp song sinh đầu lòng được gọi tên thân mật là Kaka và Muội Muội. Hà Chí Quang và Thanh Đoàn cho biết, mặc dù chi phí để thụ tinh trong ống nghiệm vô cùng tốn kém, nhưng hai người chia sẻ con cái là món quà vô giá nên dù chi nhiều tiền thế nào thì cũng không đáng kể. Đặc biệt quyết định sinh con của Hà Chí Quang và Thanh Đoàn còn được bố mẹ đôi bên hết mực ủng hộ. Sau gần 3 tháng kể từ khi có con, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn đã dần làm quen với cuộc sống của những ông bố bỉm. Cặp đôi quan sát, theo dõi từng dấu hiệu mỗi khi con khóc, từ đó nhận biết khi nào con đói bụng, khi nào con buồn ngủ, đi tiểu tiện. Cũng như bao bậc phụ huynh khác, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn cho biết thời gian đầu chăm con khá vất vả, cực nhọc, đặc biệt là cặp đôi thường xuyên thức trắng đêm vì con liên tục ngủ không ngon giấc hoặc đói bụng, đi đại tiện, cần thay tã. Vì bận rộn lo cho con nên việc hai người ăn tối vào lúc 10-11 giờ khuya là chuyện bình thường. Thanh Đoàn tiết lộ, ban ngày có ông bà nội và các cô dì chú bác phụ trông nom nên hai người không quá vất vả. Tuy nhiên buổi tối chỉ có hai ông bố phụ trách chăm bé nên phải luân phiên thay ca. Chưa kể trẻ con trong những tháng đầu thường không ngủ nghỉ đúng giờ giấc, đôi khi nửa đêm bé khóc vì đói hoặc đi tiểu tiện thì cả hai lại phải bế con dỗ dành. Mặc dù việc chăm em bé không dễ dàng, nhưng Thanh Đoàn và Hà Chí Quang vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Khi khán giả đề nghị cặp đôi thuê người làm hoặc bà vú để trông giúp cho đỡ cực thì Thanh Đoàn tiết lộ lý do. Thật ra, kể từ lúc xác định muốn có Kaka và Muội Muội thì Đoàn và anh Quang đã quyết tâm phải đích thân chăm sóc con của mình thì mới có tình cảm đặc biệt. Đoàn nghĩ thế này, không biết anh chị thấy đúng không nhé? Ngày xưa có nhiều cô chú sinh ra trong gia đình cả chục người con nhưng người ta không thuê ai chăm sóc hết, người ta vẫn nuôi con người ta lớn lên đàng hoàng thì tại sao bây giờ mình không thể như vậy? Hơn nữa, em với anh Quang chỉ chăm sóc con vào buổi tối, còn ban ngày có hai bà nội, hai má, hai ba, má tư rồi ông nội nữa, đó là nguồn động lực, chỉ lòng vòng cho con uống sữa, thay tã, vỗ con ngủ. Mặc dù chịu khó chăm con, song cặp đôi vẫn bị một số cư dân mạng cho là chăm con sai cách và thắc mắc vì sao trong video thấy cả hai bật đèn sáng trong phòng. Những người này còn cho rằng làm như thế khiến bé khó ngủ và không tốt cho hai bé. Đáp lại, Thanh Đoàn mới đây đã lên tiếng giải thích, đồng thời trấn an những người follow đã có ý tốt quan tâm rằng anh chàng rất có kinh nghiệm chăm em bé và đảm bảo luôn dành những điều tốt nhất cho con của mình. Dạ, có nhiều chị hỏi sao để đèn sáng như thế, sao em bé ngủ được, rồi nói em bé sẽ không biết phân biệt được ngày đêm. Nay em quay clip, buổi tối em bật chế độ quay ban đêm và chỉnh sáng lên cho cả nhà thấy rõ ạ. Và em bé một đêm thức 3-4 lần là chuyện bình thường, thức uống sữa và thức thay tã là bình thường mà mấy chị. Mấy chị nghĩ đi, con em mới 2 tháng mà phát triển như thế rồi, nếu 2 tháng nay con em để đèn không ngủ được thì làm sao được như thế. Nên mấy chị an tâm nha, thấy em vậy chứ kinh nghiệm lắm, Thanh Đoàn chia sẻ. Những ngày gần đây, Thanh Đoàn và Hà Chí Quang liên tục đón nhận tin vui. Sau khi hoàn thành căn biệt thự rộng 300m² ở Đồng Tháp vào giữa năm 2022, cặp đôi đang chuẩn bị hoàn thiện căn nhà mới khang trang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt hơn, cả hai chia sẻ căn nhà mới này sẽ là tổ ấm tương lai của hai sao nam cùng hai người con đầu lòng.